Nội thất gỗ xanh.vn mang đến giải pháp nội thất thông minh và thẩm mỹ cho ngôi nhà của bạn. Nội thất gỗ xanh cung cấp đầy đủ các dịch vụ liên quan đến nội thất cao cấp như thiết kế, thi công sản xuất và bán lẻ. Với các sản phẩm chủ đạo như ghế sofa, giường ngủ, tủ sách, tủ áo, kệ bếp, ghế cà phê, karaoke. Chúng tôi thiết kế, sản xuất, gia công và sáng tạo sản phẩm theo màu sắc và cá tính riêng của mỗi khách hàng. Truy cập ngay website gosanh.vn hoặc liên hệ hotline 0919 318 277 để nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn ngay hôm nay. Công ty thời trang của Victoria Beckham chìm trong thua lỗ. Kể từ khi thành lập vào năm 2008, thương hiệu thời trang của Victoria Beckham chưa hề có lãi. Thương hiệu thời trang của Victoria Beckham đang ngày càng thua lỗ trầm trọng mặc dù doanh thu tăng 17%. Công ty của cựu thành viên Spice Girl là Victoria Beckham Limited, VBL, vừa tiết lộ mức thua lỗ lên tới 12,3 triệu bảng Anh vào năm 2018, nhiều hơn đáng kể so với con số tương tự là 8,2 triệu bảng Anh từ năm 2017. Doanh thu tăng lên 42,5 triệu bảng Anh. Điều đáng nói là kể từ khi thành lập vào năm 2008, công ty của Victoria Beckham chưa hề có lãi. Thua lỗ mở rộng, mặc dù họ đã thành công trong việc hợp tác với những chuỗi nổi tiếng của Mỹ như Target hay Estee Lauder. Doanh thu chỉ tăng trong nhóm sản phẩm có sẵn của thương hiệu cũng như những dòng phụ kiện như đồ trang sức và kính mắt. Vào năm 2018, công ty này đã huy động được 30 triệu bảng Anh từ Neo Investment Partners và một số nhà thiết kế nổi tiếng khác như Tom Dyson. Đặc biệt, cựu cầu thủ bóng đá nổi tiếng thế giới cũng là chồng của nhà sáng lập thương hiệu này là David Beckham, cũng là một nhà đầu tư lớn vào thương hiệu của vợ. Nguồn tin của tờ Daily Mail cho biết, David đã phải cho vợ mình vay khoản tiền là 600.000 bảng Anh để hỗ trợ cho việc kinh doanh tại VBL. Trước đó vào tháng 1, cựu cầu thủ này cũng phải tung ra khoản tiền mặt trị giá 23 triệu bảng Anh để cứu trợ công ty của vợ. Bản thân công ty riêng của David Beckham cũng đang gặp khó khăn, tuy nhiên anh này vẫn có một nguồn thu đáng kể từ những hợp đồng quảng cáo tài trợ cho các thương hiệu nổi tiếng, bao gồm cả Hammer, Samsung và Pepsi. Tài liệu về tình hình kinh doanh của VBL còn tiết lộ, công ty này đã vi phạm nhiều lần khoản vay trị giá 10 triệu bảng Anh của ngân hàng HSBC. Tuy nhiên, ngân hàng này vẫn đang nhượng bộ và cho phía VBL một vài lựa chọn. Dẫu vậy, thì bất chấp những con số kém vui về tình hình tài chính, phía VBL vẫn khẳng định rằng họ đang đầu tư cho tốc độ tăng trưởng trong tương lai và xây dựng đội ngũ lãnh đạo cấp cao. Một tuyên bố gửi cổ đông nói rằng họ cam kết giúp thương hiệu sẽ tiến đến điểm hòa vốn trong trung hạn bằng việc cắt giảm chi phí cũng như tăng tốc độ tăng trưởng. Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư vào những thị trường tăng trưởng tốt như Mỹ và châu Á, trong khi đó cũng cần đảm bảo có chiến lược đúng đắn để có lãi trong trung hạn. Phương Linh, theo Trí Đức Trẻ, The Guardian, CafeBee.vn, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Quảng cáo tiếp cận hàng triệu khách hàng mục tiêu tại Độc Đáo TV. Liên hệ ngay Đinh Nghĩa Studio@gmail.com, số điện thoại 0964002593.